Trong khi đó thì bên phía câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An chỉ có một sự thay đổi người duy nhất so với trận đấu gặp Thanh Hóa cách đây một vòng. Trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hà Nội và Sông Lam Nghệ An đã được bắt đầu. So với một năm trước khi mới đến Việt Nam thì vào thời điểm này Gustavo dày dạn hơn rất nhiều so với những gì mà anh đã từng có ở Viettel. Pha tấn công đầu tiên của đội chủ nhà, Di Mario là người vừa tiếp cận với một cơ hội. Cú đá hơi nhẹ của Di Mario ở góc hẹp đã không thể gây được khó dễ cho thủ môn của Sông Lam Nghệ An, đó là Nguyễn Văn Hoàng. Không hề có lỗi việt vị trong tình huống vừa rồi của chân sút bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Được truyền vào là của Văn Quyết. Quấn tay, khoảng trống trước mắt. Ôi, không vào. Văn Công đã băng ra có thể nói là rất kịp thời. Cơ hội vừa được trao vào chân của Hồ Tuấn Tài, nhưng đáng tiếc là chân sút của Sông Lam Nghệ An đã không thể tận dụng được thời cơ. Người đứng trong khung thành của câu lạc bộ Hà Nội, thủ môn Văn Công đã thể hiện được sự tập trung cao độ của mình và làm tất cả những gì có thể để hóa giải cơ hội của đối phương. Phạm Văn Đức đá thẳng, bóng đi cao hơn so với tầm với của thủ môn Văn Công. Tuy nhiên bóng không nằm trong khuôn khổ khung thành của đội chủ nhà. Một tình huống thể hiện khả năng quan sát tốt của Phạm Văn Đức, nhưng đáng tiếc là cảm giác của cú chạm bóng cuối cùng chưa đủ độ nguy hiểm. Văn Dũng và cắt bóng của trung vệ người Brazil rất nguy hiểm. Di Mario không vào. Vừa có một cơn sóng gió được tạo lên trước khung thành của Sông Lam Nghệ An. Một sai sót có thể nói là chết người của Bùi Đình Châu, nhưng Văn Quyết lại không tận dụng được. Và ngay sau đó khi mà Di Mario cũng tỏ ra hết sức mạnh mẽ để tiếp cận tình huống thứ hai, cũng không có được đầy đủ sự may mắn khi bị cột dọc từ chối bàn thắng. Di Mario, Papeoma đường chuyền tỉnh táo, Văn Quyết cú đá không vào. Thêm một lần nữa Văn Quyết lại không thắng được thủ môn Nguyễn Văn Hoàng. Góc dứt điểm của Văn Quyết trong tiếng vừa rồi cũng không phải là quá thuận lợi. Papeoma đã chơi rất tỉnh táo, làm động tác giả trước khi thực hiện đường truyền, đưa Văn Quyết vào một tư thế có thể coi là cơ hội. Peter Onyekchi rất khỏe. Vẫn là Peter Onyekchi. Đình Đông. Văn Lâm, cú đá rất tốt. Wow! Cú đá quá đẹp. Rất biết mình biết người. Sông Lam Nghệ An không bung sức ở những phút vừa qua của hiệp thi đấu thứ hai, nhưng ở pha bóng mà chúng ta vừa được chứng kiến, một loạt những pha chơi bóng có thể nói là tỉnh táo của cầu thủ áo vàng đã giúp cho họ có được một sự bùng nổ. Câu lạc bộ Hà Nội có sự thay đổi cầu thủ. Chúng ta cùng xem lại khoảnh khắc ghi bàn của Đặng Văn Lắm. Cầu thủ số 13 Trần Văn Đình Đông bất ngờ lên rất cao, chơi năng nổ và quả thật là hết sức kinh nghiệm với cú nhả bóng cho người đàn em. Và cú đá có thể nói là không thể chê vào đâu được của Đặng Văn Lắm, đã đánh bại hoàn toàn khả năng phán đoán cũng như chống đỡ của thủ môn Văn Công. Ở cự ly khoảng 21m, Đặng Văn Lắm đã tạo ra được một cú đá có thể nói là không thể chống đỡ. Cú cất chân rất gọn của Đặng Văn Lắm, người đang chơi vị trí tiền vệ trung tâm của đội khách. Một sự ghi nhận cho lớp trẻ của Sông Lam Nghệ An. Thành Trung. Đặng Văn Lắm. Một bóng hợp lý. Lên bóng phản công. Chuyền vào.
Thiếu chút nữa thì đã có tình huống đốt lưới nhà. Peter Onyekchi là người đã thoát đi bên phía cánh phải. Bóng đã chạm chân của Thành Trung trước khi đi hết đường biên ngang. Sông Lam Nghệ An đang chơi một thứ bóng đá có thể nói là nhiều sức sống. Quả chơi bóng của Trần Đình Tiến rất điểm nguy hiểm. Gustavo vừa bật lên không bị ai kèm. Đáng tiếc là trung vệ của Sông Lam Nghệ An lại không có được một pha chạm bóng thực sự uy lực để có thể tận dụng được thời cơ. Lưu Huy, Papeoma, đường chuyền thông minh. Văn Hoàng đã kịp thời băng ra. Papeoma còn là cầu thủ có khả năng tổ chức rất hay. Dứt điểm. Không vào. Cú đá của Hồ Tuấn Tài. Một tình huống cực kỳ quyết đoán của số 10. Xử lý nhanh bằng chân phải để loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi tung ra cú đá bằng chân trái. Mở bóng mạnh sang bên phía cánh phải có lẽ là giải pháp tốt hơn. Khá nguy hiểm, cú đá của Quang Hải. Dấu ấn đầu tiên của Quang Hải sau khi vào sân. Một cú cất chân quen thuộc, không cần nhiều đà. Quang Hải đã tạo ra được một pha bóng tương đối có uy lực. Tiếp tục là Quang Hải, rất khôn khéo, Hùng Dũng. Pha xử lý có phần hơi nửa vời của Hùng Dũng. Văn Kiên, khoảng trống dành cho Quang Hải. Cú dứt điểm. Cú đá trúng đích thứ hai kể từ sau khi vào sân của Nguyễn Quang Hải. Nhưng với góc dứt điểm vừa rồi, tầm dứt điểm vừa rồi của Quang Hải thì khả năng thành công vẫn chưa phải là quá cao. Cầu thủ số 15 Phạm Đức Huy rời sân. Cầu thủ số 68 Bùi Hoàng Việt Anh vào sân. Lần này thì pha băng ra của Văn Hoàng là không hoàn toàn chuẩn xác. Nguy hiểm. Dứt điểm. Cú đá cuối cùng là của Quang Hải. Trong một tư thế tương đối thuận lợi, Quang Hải đá bằng chân trái sở trường nhưng đáng tiếc là cú đá đi chệch khung thành. Vẫn là cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Chân trái. Không được. Phạm Văn Đức rất tỉnh táo. Peter Samuel Onyekchi. Thêm cú đá ngoài vòng cấm nữa của đội khách áo vàng. Bàn thắng thứ hai không tới với Sông Lam Nghệ An. Cú chạm bóng có thể nói rất tinh tế của Phạm Văn Đức. Ngọc Ánh vẫn còn. Chân phải. Không vào. Lần này là cú đá ở cự ly khoảng 16m. Một cơ hội Phạm Văn Đức, nhưng cũng không thể làm cho cơ hội của mình trở nên rõ ràng hơn vì góc sút đã là quá hẹp. Văn Quyết. Hết giờ. Sông Lam Nghệ An đã thắng trên sân hàng đẫy của đương kim vô địch Hà Nội. Kết thúc trận đấu thì số có thể nhận thấy được sự vui mừng khôn tả của cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Mùa giải trước họ thua trắng câu lạc bộ Hà Nội trong cả hai trận đấu lượt đi và lượt về, không ghi được nổi một bàn thắng nào vào lưới của câu lạc bộ Hà Nội. Nhưng trong trận đấu lượt đi của mùa giải năm nay trên chính sao huyệt của đối thủ, trong ngày sinh nhật của câu lạc bộ Hà Nội, Sông Lam Nghệ An đã chơi một trận đấu rất hay. Họ có bàn thắng duy nhất của Đặng Văn Lắm trong một pha lên bóng quả cảm ở đầu hiệp 2. Một đấu pháp có thể nói là hợp lý của câu lạc bộ Hà Nội. Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã khiến cho họ có được một chiến thắng xứng đáng.
trong một ngày mà Hà Nội có rất nhiều cơ hội, đặc biệt là hiệp 1, nhưng đã không thể tận dụng thành công.